Kính chào quý vị đang theo dõi chương trình Tiêu điểm Kinh tế phát sóng hàng tuần trên kênh truyền hình Kinh tế Tài chính VTV. Thưa quý vị, tổng sản phẩm trong nước GDP 6 tháng đầu năm nay tăng 5,52%, thấp hơn so với tốc độ tăng 6,32% trong 6 tháng đầu năm 2015. Để đảm bảo mục tiêu tăng trưởng GDP cả năm là 6,7%, tăng trưởng GDP 6 tháng cuối năm phải đạt mức rất cao là 7,6%. Mục tiêu này đòi hỏi chính phủ, các bộ ngành, địa phương phải nỗ lực rất lớn trong việc chỉ đạo, điều hành, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân và doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh. Tất cả những vấn đề này sẽ được chúng tôi đề cập trong chương trình Tiêu điểm Kinh tế tuần này. Trước tiên, mời quý vị đến với những chỉ số kinh tế vĩ mô đầu quý 2 năm nay. Theo số liệu công bố của Tổng cục Thống kê, GDP 6 tháng đầu năm 2016 ước tính tăng 5,52% so với cùng kỳ năm trước, trong đó quý 1 tăng 5,48%, quý 2 tăng 5,55%. Trong 6 tháng đầu năm, xuất siêu 1,5 tỷ đô la Mỹ, trong đó khu vực kinh tế trong nước nhập siêu 9,7 tỷ đô la Mỹ, khu vực có vốn đầu tư nước ngoài xuất siêu 11,2 tỷ đô la Mỹ. Chỉ số giá tiêu dùng CPI tháng 6 năm 2016 tăng 0,46% so với tháng trước và tăng 2,35% so với tháng 12 năm 2015. Bình quân mỗi tháng tăng 0,39%. CPI bình quân 6 tháng năm 2016 tăng 1,72% so với cùng kỳ năm 2015. Điểm sáng rất đáng ghi nhận là trong 6 tháng qua, có 54.501 doanh nghiệp thành lập mới với số vốn đăng ký 427.762 tỷ đồng. So với cùng kỳ năm trước, số doanh nghiệp tăng 20%, số vốn đăng ký tăng 51,5%. Có 14.902 doanh nghiệp trước đây gặp khó khăn phải tạm ngừng hoạt động, nay đã hoạt động trở lại, tăng 75,2% so với cùng kỳ năm trước. Khu vực dịch vụ đạt mức tăng trưởng cao nhất kể từ năm 2012 đến nay. Trong đó, một số ngành tăng khá so với cùng kỳ năm trước như bán buôn, bán lẻ tăng hơn 8%. Hoạt động tài chính ngân hàng, bảo hiểm xã hội tăng hơn 6%. Đặc biệt, hoạt động kinh doanh bất động sản đạt mức tăng 3,77%, là mức cao nhất kể từ năm 2011 đến nay. Năm 2016 được kỳ vọng là một năm đóng vai trò bước ngoặt để bắt đầu một chu kỳ kinh tế mới, thành công và khởi sắc sau giai đoạn hậu khủng hoảng 2011-2015. Tuy nhiên, theo số liệu của Tổng cục Thống kê vừa mới công bố, thì tăng trưởng kinh tế đang có dấu hiệu chững lại với GDP quý 2 năm nay đạt 5,52%, thấp hơn mức 6,32% so với cùng kỳ năm 2015. Vì sao lại như vậy? Mời quý vị cùng theo dõi phóng sự ngay sau đây. Tại buổi họp báo công bố chỉ số liệu thống kê kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm, ông Nguyễn Bích Lâm, Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê cho biết, dù nền kinh tế vừa lấy lại đà tăng trưởng từ quý 4 năm 2015, nhưng sang năm 2016 lại gặp khó khăn, đặc biệt đối với khu vực nông lâm nghiệp và thủy sản, giảm so với cùng năm trước, do ngành nông nghiệp giảm 0,18%, làm giảm 0,03 điểm phần trăm mức tăng trưởng chung. Khu vực nông lâm nghiệp thủy sản giảm 0,18%. Đây là lần đầu tiên sau rất nhiều năm khu vực này có mức tăng trưởng âm. Nông lâm nghiệp và thủy sản nhiều năm đã là cứu cánh của nền kinh tế, đặc biệt trong giai đoạn khủng hoảng 1997-1999 và năm 2012-2014. Nhưng 6 tháng đầu năm 2016 đã làm giảm 0,55% tăng trưởng và làm giảm 0,1 điểm phần trăm vào mức tăng chung của toàn bộ nền kinh tế. Trong đó, ngành nông nghiệp đang gặp khó khăn nhất, giảm 0,78%. Nguyên nhân là do tình hình rét hại và băng giá, hạn hán, xâm nhập mặn đã ảnh hưởng xấu đến sản xuất của ngành, làm sản lượng lúa đông xuân năm nay chỉ đạt 19,4 triệu tấn, giảm 1,3 triệu tấn, tương đương với 6,4% so với vụ đông xuân năm 2015. Đó là các đợt rét đậm, rét hại xảy ra hồi đầu năm, gây thiệt hại về cây trồng và gia súc ở các tỉnh miền núi phía Bắc. Tình hình xâm nhập mặn diễn biến phức tạp ở đồng bằng sông Cửu Long và hạn hán ở Tây Nguyên và Nam Trung Bộ cũng đã ảnh hưởng rất lớn đến sản xuất nông nghiệp. Khu vực nông nghiệp chịu tác động rất nặng nề của tình hình biến đổi khí hậu, xâm nhập mặn và khô hạn, đặc biệt là khô hạn ở vùng Tây Nguyên ảnh hưởng rất lớn đến cái sản lượng cây công nghiệp. Và đây chúng tôi cho rằng là không phải chỉ ảnh hưởng trong năm nay mà có thể là ảnh hưởng lâu dài trong các năm tiếp theo. Trong khu vực công nghiệp và xây dựng, ngành công nghiệp tăng 6,82%, thấp hơn nhiều mức tăng 9,66% so với cùng kỳ năm ngoái, chủ yếu do ngành khai khoáng giảm 2,2%. Tổng cục Thống kê khẳng định ngành khai khoáng cũng sẽ tiếp tục giảm trong thời gian tới. Về nguồn tài nguyên ấy, thì nguồn của cả ba nguồn chính là than, dầu và khí là đều càng ngày càng cạn, trong khi nguồn của chúng ta cũng không phải là nhiều. Theo dự báo thì chúng ta khai thác dầu chỉ đến năm 2035 là hết, tức là chúng ta chỉ còn 19 năm nữa. Chính như vậy là xu hướng là ngành khai khoáng càng giảm cho các năm tiếp theo, đấy là điều xu hướng được báo trước.
Và điều này cũng đặt ra cho chính phủ cũng như các cấp các ngành sẽ phải có kế hoạch cũng như có giải pháp để phát triển ngành khai khoáng nói riêng, ngành công nghiệp nói chung và các ngành kinh tế khác nói riêng để bù đắp lại cho sự sụt giảm của ngành khai khoáng trong năm nay cũng như các năm tiếp theo. Trong khi đó, ngành công nghiệp chế biến chế tạo tăng 10,1%, tương đương với mức tăng cùng kỳ năm 2015. Song Tổng cục Thống kê cũng cho rằng mức tăng này không bền vững. Cái thứ hai nữa là cái công nghiệp chế biến chế tạo thì ta biết rằng là nếu mà so với 6 tháng đầu năm 2015 đấy thì năm nay là tăng chỉ là 10,1, năm ngoái là 10%, có nhích một tí đúng không ạ? Nhưng vẫn đang trong cái tình trạng là không bền vững, không ổn định. Bởi chúng ta thấy rằng là cái nhập khẩu của ta vẫn tăng trưởng âm, mà nhập khẩu Việt Nam đấy phần lớn và chủ yếu là nguyên vật liệu cho sản xuất đấy, mà cái nguyên vật liệu nhập khẩu nó quá nhiều hạn chế thì sẽ dẫn đến là có tác động ảnh hưởng đến cái sản xuất kinh doanh. Theo Tổng cục Thống kê, năm 2015 tăng trưởng kinh tế của Việt Nam tăng cao nhưng chỉ tập trung tại một số ngành như nông nghiệp, khai khoáng, công nghiệp chế biến, chế tạo. Do đó, việc những ngành này đã không giữ được tăng trưởng trong 6 tháng đầu năm và kinh tế thế giới năm 2016, theo dự báo vẫn gặp khó khăn và tăng trưởng có thể chậm lại. Tình hình tài chính tiền tệ và giá dầu có diễn biến phức tạp chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến tăng trưởng của cả năm 2016. Trong 6 tháng đầu năm, đối với hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp vẫn đối mặt với nhiều khó khăn như môi trường kinh doanh đã có những cải thiện nhưng vẫn còn tồn tại nhiều lực cản. Bức tranh hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp nhỏ và vừa không mấy sáng sủa với nhiều rào cản về tiếp cận nguồn vốn vay, lãi suất hay nhiều ngành hàng gặp khó trong tìm kiếm đơn hàng. Trong những khó khăn về hoạt động của doanh nghiệp trong 6 tháng đầu năm, khó khăn đầu tiên phải kể đến là đơn hàng xuất khẩu của doanh nghiệp đã nhiều biến động. Điển hình, đối với nhiều ngành chủ lực, việc xuất khẩu của doanh nghiệp đã gặp nhiều trở ngại. Theo số liệu vừa được Tổng cục Thống kê công bố, kim ngạch xuất khẩu dệt may 6 tháng của Việt Nam ước đạt 10,7 tỷ đô la Mỹ, tăng 5,1% so với cùng kỳ năm trước. Đây là mức tăng thấp nhất của dệt may xuất khẩu trong nhiều năm qua. Phát triển dệt may thì trong 6 tháng đầu năm thì do tình hình cái sức mua của các nước nhập khẩu lớn như là Mỹ và châu Âu thì có cái giảm sút so với cùng kỳ năm trước. Đối với ngành dệt thì hiện nay là một trong những cái lĩnh vực mà tôi cho rằng còn gặp nhiều hết sức khó khăn. Ở ba cái vấn đề khó nhất là vấn đề các cái sản phẩm đầu sản xuất cho đầu vào của ngành dệt, đó là vấn đề sợi, thì hiện nay chúng ta trong 6 tháng đầu năm chúng ta cũng gặp rất nhiều khó khăn, cho nên là cái xuất khẩu sợi của chúng ta so với cùng kỳ năm ngoái cũng tăng thấp. Với ngành dệt thì là một trong những cái lĩnh vực mà chúng ta xuất khẩu trước năm trước đây chúng ta xuất khẩu về cả vải ấy, thì đạt con số tương đối là khá, thì 4-5 tháng đầu năm nay thì cái xuất vải của chúng ta có so cùng kỳ chậm hơn so với cùng kỳ năm trước. Khó khăn thứ hai phải kể đến là việc khó trong nguồn vốn của các doanh nghiệp, đặc biệt là khu vực doanh nghiệp vừa và nhỏ. Câu chuyện này dường như đã kéo dài từ nhiều năm qua nhưng đến nay tình trạng vẫn tiếp tục tồn tại. Điển hình, theo đại diện Hội Cơ khí điện Thành phố Hồ Chí Minh, ngành thuộc công nghiệp phụ trợ, ngành xương sống của nền kinh tế. Nhưng theo ghi nhận của chúng tôi, đến hiện nay, chưa doanh nghiệp nào được hỗ trợ vốn từ quỹ này. Bởi khi vay vốn, những tổ chức này thì họ vẫn phải đáp ứng nhiều điều kiện như vay ở những tổ chức tín dụng. Theo thống kê sơ bộ, hiện có hơn 20 quỹ bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp vừa và nhỏ ở các địa phương, nhưng hầu hết các quỹ này trên cả nước chỉ đang hoạt động cầm chừng. Doanh nghiệp nhỏ và vừa cũng như là cái quỹ bảo lãnh tín dụng hiện nay là chưa phát huy được cái vai trò của mình, bởi vì đòi hỏi của các quỹ là các doanh nghiệp phải có dự án rất là hoàn chỉnh, đảm bảo được cái yếu tố coi như là hiệu quả. Như bản thân cái doanh nghiệp cơ khí mình làm việc xây dựng dự án thì cũng rất là khó. Thì hiện nay thì cái quỹ bảo lãnh tín dụng thì coi như với lại cái quỹ hỗ trợ doanh nghiệp đó thì các doanh nghiệp cơ khí hiện nay theo như ghi nhận của hội là chưa có doanh nghiệp trong hội tham gia. Chỉ có những doanh nghiệp mà đủ tiềm lực là coi như là vay vốn tín dụng từ ngân hàng. Một khó khăn nổi bật của doanh nghiệp trong những tháng đầu năm phải kể đến là doanh nghiệp bán lẻ nội phải cạnh tranh khốc liệt với những nhà đầu tư ngoại. Một loạt các thương vụ mua bán và sáp nhập của các đại gia bán lẻ ngoại tiếp tục diễn ra. Điển hình vừa qua, tập đoàn Central Group của gia đình tỷ phú Thái Lan đã chính thức hoàn tất thương vụ mua lại Big C của Việt Nam. Hai nhà bán lẻ Nhật tiếp tục đẩy mạnh mở rộng thị trường tại Việt Nam. Trong tháng 7, Aeon Mall mở tiếp hệ thống tại thành phố Hồ Chí Minh. Vì vậy, với tiềm lực sẵn có đã lớn mạnh, cộng thêm nhiều chính sách ưu đãi mà nhà đầu tư được hưởng, doanh nghiệp nội lại càng khó khăn.
Bản thân các nhà đầu tư nước ngoài thì trong một số những cái cam kết mà chúng ta đã có trước đây đấy thì họ còn được miễn thuế trong một thời gian, hoặc là giảm cái thuế thuê đất, hoặc là có những cái ưu đãi khác. Thế tuy nhiên thì là các doanh nghiệp nội địa thì chưa hề được hưởng những cái ưu đãi giảm thuế, miễn thuế vân vân này thì cũng gặp những cái khó khăn. Không chỉ gặp trở ngại về nguồn vốn, về thị trường, theo các doanh nghiệp, môi trường kinh doanh nước ta vẫn còn nhiều nút thắt cần tháo gỡ. Cụ thể, khó khăn đeo đẳng nhiều năm qua vẫn tiếp tục diễn ra là doanh nghiệp phải gánh nhiều mức phí bất hợp lý. Chúng tôi rất là khó lòng để mà nói khách hàng hiểu. Và đặc biệt gần đây thì tôi làm việc với rất là nhiều doanh nghiệp nước ngoài, họ vào Việt Nam. Họ hỏi tôi là tại sao anh kê cái phí đó ra? Sao lại có cái chuyện đó? Tôi hay nói họ là thật sự tôi không muốn kê chuyện đó ra đâu. Nhưng mà đây là thực tế. Nếu mà anh không tin tôi á, hãy cử một người hoặc thậm chí anh đi với tôi đi. Chúng ta hãy đi làm cái việc đó để thấy được nếu không có thì chúng ta có làm được hay không. Một cái vấn nạn của xã hội. Một cái điều nó rất là đáng lo ngại là cái chi phí không chính thức vẫn tiếp tục tăng lên. Và các cái doanh nghiệp khẳng định rằng họ phải chi trả các chi phí không chính thức thì ngày càng lớn. Ngay cả các cái trung tâm kinh tế lớn thì cái chỉ số này cũng tăng lên một cách rất là rõ rệt. Một số quan chức ở cấp dưới á, họ chưa thực sự thay đổi. Doanh nghiệp vẫn than phiền, vẫn kêu ca. Vẫn có những cái gọi là họ nói là rất là khó sống. Nếu không thay đổi thì có thể dẫn đến nhiều doanh nghiệp khác phá sản nữa, mặc dù họ làm ăn rất là chân chính. Trong tháng 6, cả nước có 5.365 doanh nghiệp khó khăn phải tạm ngừng hoạt động, bao gồm 1.621 doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động có đăng ký và 3.744 doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động chờ đóng mã số doanh nghiệp hoặc không đăng ký, tăng 27,6%. Có 826 doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể, chấm dứt hoạt động, giảm 2,3%. Tính chung, trong 6 tháng đầu năm, số doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể, chấm dứt hoạt động sản xuất kinh doanh là 5.507 doanh nghiệp, tăng 17% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, có 5.129 doanh nghiệp có quy mô vốn đăng ký dưới 10 tỷ đồng, chiếm 93,1% và tăng 16,9%. Thưa quý vị, tốc độ tăng trưởng kinh tế của quý 2 năm nay có dấu hiệu chững lại, đang làm dấy lên mối lo về việc khó đạt được mục tiêu tăng trưởng kinh tế 6,7% trong năm nay. Đã có nhiều kịch bản được đưa ra tăng trưởng. Tuy nhiên, các chuyên gia kinh tế cho rằng, chỉ trong trường hợp có những nỗ lực cải cách đột phá của chính phủ, mang lại hiệu ứng kích thích mạnh mẽ tâm lý người tiêu dùng và tạo niềm tin cho nhà đầu tư, thì tăng trưởng mới có thể đạt trên 6,5% và hướng tới mục tiêu mà Quốc hội đề ra. Theo tính toán của Tổng cục Thống kê, mục tiêu Quốc hội đặt ra mức tăng trưởng GDP năm 2016 là 6,7%. Theo chỉ tiêu này thì 6 tháng cuối năm, tăng trưởng GDP phải đạt gần 7,6%. Trong bối cảnh nội lực của nền kinh tế thể hiện trong 6 tháng qua thì mục tiêu này để đạt được sẽ rất khó khăn. Đã có nhiều kịch bản được đưa ra như lấy tăng trưởng từ nông nghiệp, đẩy mạnh chế biến, chế tạo hay tăng sản lượng khai thác dầu thô khi giá thị trường thế giới bắt đầu tăng. Trong cái bối cảnh, trong cái điều kiện nền kinh tế của ta như 6 tháng đã trình bày với các đồng chí đấy thì đang gặp rất nhiều khó khăn. Và muốn đạt được thì nông nghiệp trong ngắn hạn là phải làm sao? Phải có một cái chỉ đạo rất là quyết liệt để đạt được cái kết quả gieo trồng và thu hoạch lớn nhất từ vụ hè thu, thu mùa, rồi vụ thu đông, vụ ba, vụ mùa ở đồng bằng sông Cửu Long. Đấy thì chăn nuôi cũng cần, để nuôi trồng thủy sản cũng cần phải có cái chỉ đạo rất tốt. Thì năm nay thống kê tính toán cái kịch bản là nếu mà chúng ta khai thác bằng năm ngoái, tức là sẽ tăng thêm 2 triệu tấn gần bằng năm ngoái, sắp xỉ năm ngoái, thì khi đó cũng sẽ tính toán được nó sẽ đóng góp vào tăng trưởng như thế nào. Nhưng đây chỉ là một kịch bản kinh tế thống kê đưa ra, chứ còn chắc chắn là chính phủ, thủ tướng chính phủ và các bộ ngành sẽ nghiên cứu để đưa ra những giải pháp khác thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, chứ không phụ thuộc vào cái dầu thô. Trước những khó khăn này, các chuyên gia cho rằng chính phủ có thể thực hiện nới lỏng các chính sách tiền tệ, tài khóa trong các tháng cuối năm để có thể kích cầu tăng trưởng, nhưng cũng sẽ có các tác động bất lợi tới chỉ số giá tiêu dùng, điều hành lãi suất, tỷ giá ngoại tệ theo hướng ổn định. Các tác động này sẽ ảnh hưởng tới việc thực hiện mục tiêu tăng trưởng năm 2017 và các năm tiếp theo. Do đó, con đường tốt nhất để đạt được mục tiêu tăng trưởng là cải thiện môi trường kinh doanh, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân và doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh. Cá nhân tôi thì từ đầu là nêu là khoảng 6,3%. Nhưng mà hiện nay thủ tướng chúng ta là quyết tâm, tức là không điều chỉnh chỉ tiêu, phấn đấu bằng được cái mục tiêu của đảng ta. Nhưng mà để làm được ấy thì con đường duy nhất mà không thể làm lên
là con đường tức là gì, cải thiện môi trường kinh doanh, cải thiện môi trường kinh doanh. Bởi vì sao? Bởi chi phí cho cái việc thực hiện các cái nhiệm vụ kinh doanh chúng ta cực lớn. Theo như vậy CIM là tính nhất là 1% GDP, tốn kém 1% GDP. Nếu chúng ta giảm đi một nửa, chúng ta có thể tiết kiệm được 0.7% GDP là có thể hoàn toàn đạt được cái mục tiêu, hoàn toàn đạt được mục tiêu tăng trưởng của đất nước. Còn cái khả năng mà chúng ta tăng tín dụng rồi tăng đầu tư để đạt mục tiêu là không có. Phát biểu tại phiên họp thường kỳ Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu các bộ, ngành phải khẩn trương thực hiện các chính sách thông thoáng trong nội dung của Nghị quyết số 19 năm 2016 và Nghị quyết số 35 nhằm tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khẳng định, nếu bộ máy hành chính hoạt động hiệu quả, thực sự tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp thì chắc chắn nền kinh tế sẽ phát triển tốt hơn. Thì hiện nay là Chính phủ cũng có một cái ý định, có một cái tư tưởng nó rất là rõ, tức là biết là khó nhưng mà vẫn quyết tâm. Thì cái cách tiếp cận của Chính phủ là hướng tới khu vực doanh nghiệp, tức là tạo ra cái cơ hội, cái điều kiện cho doanh nghiệp ấy họ chủ động hơn, tháo gỡ cho họ làm tốt hơn. Thì đấy là tôi cho là cái cách tiếp cận đấy là nó rất là khôn ngoan, nó ở cái khía cạnh là có thể là không cần tăng cái nguồn đầu vào nhưng mà nó cải thiện cái hiệu quả. Thì như thế là cũng là một cái hướng mà tốt. Thời gian vừa qua thì để đẩy mạnh tăng trưởng thì Chính phủ đã tập trung rất nhiều các giải pháp về cải thiện thể chế, cải thiện môi trường kinh doanh và qua đó là tăng cường cái năng lực cạnh tranh của nền kinh tế. Tuy nhiên thì tôi cho rằng đây là những cái giải pháp mà mang tính dài hạn và đòi hỏi có thời gian để có phát huy tác dụng. Do đó tôi nghĩ rằng là để đảm bảo cái mục tiêu tăng trưởng 6,7% đề ra trong năm nay thì Chính phủ cần phải có những cái giải pháp cụ thể hơn đối với việc phát triển các cái ngành, đặc biệt cái ngành chế biến chế tạo và thúc đẩy tăng trưởng xuất khẩu. Các chuyên gia khẳng định để nền kinh tế Việt Nam quay trở lại quỹ đạo tăng trưởng cần phải thực hiện các giải pháp mạnh tay để vượt qua những khó khăn nhằm tạo nền tảng cho tăng trưởng sau này. Do đó, nếu không được nhận thức đầy đủ và không có quyết tâm cao, thì không chỉ đối diện với khó khăn trước mắt mà còn mất đi những cơ hội của quá trình hội nhập. Chương trình Tiêu điểm Kinh tế cũng xin được khép lại tại đây. Chân thành cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Quý vị có thể xem trực tuyến hoặc xem lại chương trình trên website www.vitv.vn hoặc cập nhật thông tin qua Facebook của kênh truyền hình Kinh tế Tài chính VITV. Còn bây giờ, xin kính chào và hẹn gặp lại.